dính dính con này lớn lắm mọi người. Trời ơi, dưới một nồi cây dưới này nè mọi người. Dưới cây dữ lắm mọi người ơi. Đó, bụi chua tốt ở dưới trong cá bụi trên nè. Trời ơi, mọi người coi con cá rô nè. Dễ sợ luôn. Ok nha mọi người ha. Trời mưa rồi mọi người ơi. Ăn luôn. Nói xì tim lên con này lớn mọi người. Ui. Đây. Con này rồi, dướng rồi. Ôi mà mọi người nhìn cái đầu nó kìa. Khiếp đảm luôn, nó dướng cái thây này nè. Đây nè mọi người. Trời nó dướng cây nó làm mùi hết hồn luôn. Để đưa lên cái mọi người. Con này bằng tay xè luôn. Nè. Ok mọi người. Hay cho mọi người coi. Con cá nè, tôi zoom lại một cái. Đây. Bằng tay luôn nha mọi người. Ha. Rồi giật con cá này xong rồi mưa luôn rồi mọi người. Rồi để tôi tháo ra một cái rồi tôi trốn mưa. Con cá mập rút cán luôn. Ok ha mọi người ha. Đó. Dính. Mời luôn mọi người ơi. Đây. Quy sữa ấy rồi. Rồi. Trời ơi. Đó, nó núp ở trong cái hốc cây đó mọi người. Ok mọi người ha. Rồi, nó ăn luôn rồi mọi người. Nó ăn luôn luôn nè mọi người. Ôi, lớn lắm mọi người ơi, con này lớn lắm. Con này cong queo cái cần của quay đây luôn rồi nè. Đây. Con này bằng tay nè, con này vô khủng luôn rồi. Đây. Đây cho mọi người coi. Con này khủng khiếp luôn. Ôi trời ơi, nhỏ bạn thấy hết mát cái máy rồi. Nè. Đây mọi người. Hết mát luôn rồi. Ok mọi người ha, cá đẹp ghê. Mọi người đang nhóng rồi nó hút luôn rồi. Đây. Như nó ăn á mọi người. Đó, đúng rồi. Tìm bọt mọi người. Dính. Trời ơi, lớn lắm mọi người ơi, con này lớn lắm. Trời ơi. Đây. Trời ơi. Hôm nay mua trúng nguyên cái ổ rồi, ổ này ổ khủng long luôn rồi chứ không phải mờ rô mề nữa mọi người. Mọi người coi cái cần à. nó cong quặp luôn rồi. Trời ơi mọi người. Trời ơi. Con nào con nấy là thấy sợ luôn. Ôi khiếp đảm luôn mọi người. Đây. Ôi con cá nè. Ha. Rồi, mọi người coi con cá nè. Trời ơi nó mập nè. Nó bằng cái mặt quy luôn á. Ha. Ôi con cá khiếp đảm ghê luôn. Mập ú ù à. Đó. Bằng tay quy nè.
Đúng này nè, cá đúng bằng tay luôn á mọi người ha, đẹp ha mọi người ha. Rồi ok mọi người, cá đã quá trời này. Hâu bị tháo ra nha, bị rộng nó, cá bị nhấp tiếp nữa, mà cái điểm này ngon quá. Ăn dính còn lớn mọi người ơi, còn lớn lắm mọi người, còn cá rô biển đây này, đây ây dạ, ngồi chút cái cây này, ngồi với cái sữa này, còn này cá rô biển, còn này mập ú này, cá đẹp ghê mọi người, bự mập ú gút cán luôn á ha mọi người ha. Con này rô biển nha, rô biển này mập ghê hồn. Rồi quỳ tháo ra, dính dính rồi nè mọi người, đây nè. Con này mày mọi người, đang đi sửa chân máy rồi, Quy đang rút cái chui ở trong cái bụi bụi cỏ mọi người. Cá ngon ghê mọi người ha. Ok. Quy tháo ra một cái. Cá mập ú. Đây nè, tôi quay cho mọi người coi cái gầm nè, mấy cái gầm nè, đó gầm nó bít chịch vậy hết ha. Đó, mình cứ chui vô, mình dẹt một cái lỗ ra mình nhấp. Rồi cứ lại thử cái lỗ thì coi còn ăn nữa không. Rồi nó ăn luôn rồi mọi người, đây là đây đang nó đang gặm dưới kìa. Đó, mọi người thấy con hàu không? Dính. Đây. Trời ơi, con này mập ú mọi người ơi. Mọi người luôn. Rồi. Ok, ngon quá mọi người. Cá to ghê luôn ha. Còn bị tháo rồi, bị bỏ thùng cái. Công trình nãy giờ Quy ngồi Quy cắt mấy cái bụi cây ở trong này đó mọi người. Rồi, ok mọi người ha. Đó, nhấp trong cái lỗ chút xíu trong trong cái này mọi người. Mình quay khó thấy á mọi người. Nó ăn luôn nè mọi người, đây nè. Ok quá mọi người, thấy làm đi hết hồn luôn. Đây. Đó. Nhiều khi mình nhấp vô trong mấy cái lỗ mà không khó thấy, không biết vậy, nó cá nó núp nó trốn trong đó không à. Ok ha mọi người ha, cá mập ú, rồi Quy tháo ra. Dính luôn rồi mọi người, nó bao nó ăn dính luôn rồi mọi người. Đây. Mình sẽ mở cái chân máy nha. Đây. Đó. Ngon lành quá. Rồi, Quy tháo ra nha, cá mập ú. Dính. Con này to lắm mọi người ơi.
dướng dướng đồng lưng nó cua ở đây nè. Ok mọi người, đây mấy gì đang nên nó dướng cây trên đầu vậy á. Ok ngon quá. Rồi bị tháo ra cái nào bây giờ ăn nó tìm bọt con luôn. Dính cho con này to mọi người ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, con này không mày. Đây, 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 đây. Trời ơi. Đây nè mọi người. Trời ơi. Ok mọi người ơi. Cá hoàn tay luôn nè. Đó. Đã mọi người ha. Cá lớn ghê. Ok mọi người, đi tháo ra một cái nó nuốt luôn rồi đó, mình cầu ngay cái gốc cây ngay dưới đó nha mọi người. Rồi ok mọi người ha, đi tháo ra một cái mẹ nó vào và ngang luôn đó mọi người, ở đây nè. Dính con này to mọi người ơi. Đây đây đây, đây video rồi. Ngon quá. Mọi người. À, 3 4 nè. Đó, để nắm tay video cho mọi người thấy không? Ok ha mọi người ha. Ây da. Rồi, đi tháo ra nha. Xiềng cứng lắm mọi người. Nào tôi tháo cho mọi người coi ha. Đây, coi cái lưỡi đi. Có nhiều người hỏi quy câu lưỡi số mấy. Đây. Tôi quay kỹ gần cái lưỡi cho mọi người coi ha. Đó, cái lưỡi quy câu lưỡi số 10 loại này nha mọi người. Đó. Lưỡi này quy mô lưỡi hộp của Trung Quốc thôi. Đó, lưỡi số 10 nha mọi người. Rồi. Cá ăn rồi mọi người, dính đây, mọi người. Mới bỏ xuống nhấp một hai cái mà nó quất luôn rồi mọi người. Ok à, con này mọc ú ú rồi mọi người. Đây, cho mọi người coi cá to ghê. Đây đây nha mọi người, cá mọc lốt luôn. Rồi ok ha mọi người ha, quy tháo ra nha. Có dính luôn nè bạn ơi, con này lớn lắm mọi người, con này lớn lắm. Còn mọi người ơi. Trời ơi, con này luôn mà nha mọi người. Đây để quy sửa chân máy bạn cái. Con cá mập lốt luôn mọi người ha. Ok ha mọi người. Rồi đi tháo ra nha. Cá đã ghê. Cứng lắm mọi người. Rồi ok nha mọi người.
chỗ áo mọi người ơi. Đây. Để nó dậy, rớt rồi. Để quy lùi lại một cái. Ok. Ôi, ngon quá mọi người. Đây nè mọi người. Ốm nhách, nó ốm nhách, nó dậy sọc luôn đó mọi người. Nè, người coi nè. Thấy không? Rồi ôi, nó ốm nhách mà nó dài bằng nguyên bàn tay quy luôn nè. Ghê không? Rồi ok ha mọi người ha. Đó, nó dài bằng nguyên bàn tay luôn à. Đọc tay xuống đi tháo cái lưỡi ra, không biết giờ nó còn ăn lại không, nó con nó lớn mọi người. Mình thử lại cái thôi. Trời còn ăn. Còn ăn, đây nè mọi người, đây nè mọi người, nó đây nè. Còn áo quá mọi người. Này. Ok mọi người ha. Ôi, thọt tay xuống rồi gỡ lưỡi ra mà nó ăn lại luôn. Rồi, ngon lành quá. Để Quy tháo ra, Quy bỏ thùng mọi người. Cá mập ú. Đây à. Rồi, ok mọi người ha. Dính rồi mọi người. Rồi dướng cái cây nữa. Đây nè. Để Quy sửa cái chân máy này một cái. Đây. Cá mập lốt luôn. Ngon lành. Rồi, Quy tháo ra nha mọi người. Đó. Cá mập lốt cán luôn. Dính vậy nè mọi người. Con này to, con này to lắm mọi người. Đây. Con này cỡ một bàn tay có. Rồi, bây giờ cái chân máy bạn cái. Đây nè mọi người. Đây. Ok nè mọi người ha. Nó xúc ra. Cá bự.